Chào mọi người, mình là Trung bên kênh máy khoan biên cũ nha mọi người. Hôm nay tiếp tục với hàng thùng để mọi người xem lựa mua nhé. Đây, thùng Ryobi khá là đẹp nha mọi người. Thùng Ryobi khá là đẹp. Đây, một bộ Ryobi, vít Ryobi 12V. Đó. Điều tóc thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người. Đấy, đầu không rơ nè, không cạc nhé. Máy chạy rất là êm, máy chạy rất là êm nha mọi người. Đấy, đấy, ok. Màu hình của nó đây. Pin thì mình thấy rất là cầm nha mọi người, pin thì mình thấy rất là cầm. Nhưng mà mình không bao cầm pin, mình bán lúc nào cũng xem như vỏ pin nhá. Đấy, cục sạc còn sống kìa. Này, cục sạc của nó này, mới càng luôn. Đấy, ok, để mình đậu cái pin khác mình thử cho mọi người xem. Đấy, ok nha mọi người. Đấy, pin thì mình thử hai quả pin này mình thấy đều thấy ok. Cố gắng thử được những quả pin nào tốt nhất để cho mọi người về tận dụng. Đấy, phù hợp với công việc của mình, khối lượng công việc của mình làm thì dùng nhé. Ok, thử đào một bộ pin rất là đã luôn. Máy ống vít Ryobi 12V. Đấy, full chức năng, đào không rơ, không cạc nhá. Trái phải ok, điều tốc ok, thắng ok. Đấy, này, thùng đẹp. Ok, hai chốt đầy đủ. Của số 1 số 1. Số 1 790.000 790.000 nha mọi người. Số 1 790.000. Tiếp theo nha mọi người, một cái thùng kim loại. Đấy, thùng này thì này chỉ hơi móc tí chỗ này thôi, không ảnh hưởng gì nhé. Đấy, còn thùng ngon. Đấy, mặt trên thì biết rồi, đồ bãi nó hứng chịu nước ở trên mặt này thì hơi hoang một tí, ở phía dưới này thì có vẻ ok hơn. Đấy, đây là con máy Nati nha mọi người. Nati 7V2, Nati 7V2 EZ6261. Con này đầu autolock này, đầu autolock nha mọi người, đầu autolock 10 ly. Nó có 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đấy, điều tốc thắng nhá, đảo chiều này. Đấy. Đấy, điều tốc thắng ok. Đấy nha mọi người. Đấy, đào hơi nhích nhẹ này. Đấy, không đến nỗi gọi là rơi nha mọi người, chỉ là hơi nhích nhẹ thôi nhé. Đấy, cục pin thì mình thấy còn sống đây. không bao pin nha mọi người, pin không bao nha mọi người. Thử thì thấy còn sống đây, còn thấy sạc được đây. Đấy, cục sạc còn sống. Dai nhựa này, dai rồi nhìn còn mới đẹp này. 7V2. Đạo auto lock. Ok nha mọi người. Đấy. Đấy, cục sạc này. Cục sạc còn khá là mới nha. Những xí sừng đây. Rồi ok. Khoan Nati EZ6261 7V2 mọi người, con này 7V2, đầu autolock 10 ly nhé. Pin thì còn sống này, đang chạy đây. Nhưng mà mình không bao cầm pin, mình bán xem như vỏ pin nhé. Cục sạc này còn sống này. Đấy, mọi người về có đóng pin lại thì chế luôn cục sạc adapter vào đây cho nó nhìn cho nó zin nhé. Còn tùy theo cục pin này về nó phù hợp với cái nhu cầu dùng của mọi người thì mọi người cứ sử dụng nhé. Đây. Rồi. Số 2. Số 2 490.000. Số 2 490.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo số 3, một thùng Hitachi nha mọi người, thùng Hitachi. Thùng này rất là đẹp nè, ngoại hình khá là đẹp nha mọi người. Đấy. Bên trong là một con khoan vít góc nhé. Đây. Con này vừa làm khoan vừa làm vặn vít cũng được, vít góc rất là mạnh nha mọi người. Đây. Con này 9V6. 9V6 thì nó như 12V nha mọi người. Về mọi người có thể đóng pin 12V. Đấy, người đóng lại pin 12V hoặc là mọi người kẹp ốc quy xài vô tư nha mọi người. 9V6 12V là tương tự như nhau. Đặc biệt con vít góc này khá là mạnh nữa. Này, điệu tóc thắng ok. Máy chạy rất là êm nhé. Đấy, đảo chiều này. Máy chạy rất là êm nha mọi người. Đấy. Điều tóc thắng ok, đảo chiều ok. Đấy, mình cho mọi người xem ngoại hình của nó. Đây. Ngoại hình vít góc như thế này rất là đẹp nha mọi người. Đấy, tại vì mọi người biết không, vít góc á, thường mọi người ta làm những cái vị trí mà thế nó khó kìa, nó bị hẹp á, nên thành ra những con vít góc nó đều nát, nó đều bị xước xác, nó rất là ghê gớm nha mọi người. Đấy, và nó bị ép đồ nơi kia nó rất là xấu. Nhưng mà con vít góc này nè, mọi người thấy không? Rất là đẹp. Đấy, như thế này là rất là đẹp trong vít góc rồi mọi người. Đấy. Đấy, như con vít góc như con này là đáng sưu tầm được rồi. Đấy, nằm trong tầm sưu tầm được rồi. Đấy, pin thì rất là cầm, mình không bao cầm. Nhưng mà mình thấy pin rất là cầm nha mọi người. Đấy, sạc lên rất là cầm đây. Đấy, cục sạc còn sống này. Hai quả pin đều rất là cầm. Mình sạc mình thấy nó vô rất là tốt nha mọi người. Đấy. Tiếp theo, cái này còn cái đầu chụp luôn này. Còn cái nắp đại của quả pin luôn này. Đấy. Người ta chủ trước của cái này chắc người ta dùng kỹ lắm này. Đấy. Con này siêu đã. Con này bắn tôn bắn đồ được nha mọi người. Bắn tôn đồ được bình thường nhá. Dùng để bắn tôn bắn đồ rất là thích. Đấy. Khoan bắt vít đều được, rất là ngon. Đấy. ok. Hai quả pin rất là cầm, nhưng mà mình không bao cầm nha, mình cứ nhắc cho mọi người nhớ như thế thôi, mình bán lúc nào cũng xem như vỏ pin cả đấy. Ok, thùng đẹp. Như con vít góc, khoan góc này là đã xứng đáng để sưu tầm được rồi. Ok, đây con này, con số 3, số 3 này 1.150.000, số 3 1.150.000 không ạ. Đây, tiếp theo số 4 nha mọi người. Số 4. Thùng Ryobi. Ryobi 7V2. Không phải, thùng này thùng Ryobi 12V nha mọi người. Đây. Đây. Thùng Ryobi 12V. Đây. Nó có đầy đủ mấy cái đồ này. Nào là bắn ốc này, khoan này, đầu ba ke này, rồi đầu nối này. Đấy, bộ khoan Ryobi 12V nha mọi người. Đây, con máy này như con máy siêu tầm luôn, nhìn đẹp, rất là đẹp nha mọi người. Đấy, nó bị khắn cái chỗ này tí thôi, cái xu cũng bị xước ra một tí nha. Đây. Ok, điều tóc ok nha mọi người, trái phải ok, điều tóc ok. Đấy, 20 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đấy, 20 cấp trượt, 1 cấp khoan nhé. Đào không bị cạc này. Đấy, nhanh chậm ok này. Ok nha mọi người. Vỏ pin còn cầm nhưng mà mình không bao cầm nhé, mình bán lúc nào cũng xem như vỏ pin. Đấy, mà cái chân pin này nó hơi bị dơ, chân pin nó hơi bị dơ. Đấy, màn hình con này rất là đẹp nha mọi người. Đấy, mình không bao cầm pin, nhưng mình bán xem như vỏ pin, nhưng mà mình cố gắng là lựa những vỏ pin nào tốt nhất để vào cho mọi người. Đấy, về mọi người tùy theo khối lượng công việc của mình, mọi người mà xem có dùng được không nhé. Đấy, đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Đấy, ok. Đấy. Rồi, ổ này. Con này là con số 4. số 4 890.000, số 4 890.000 nha mọi người.